Cô chú anh chị, mình đang ở Bến Phà Châu Giang. Ở đây là thành phố Châu Đốc nè. Bến Phà Châu Giang này là phía bên Châu Đốc. Phía trước màn hình mình đó là phòng bán vé nè. Phòng bán vé của xe bốn bánh đó. Cả nhà mình nhìn thấy rõ rồi nè. Phòng bán vé của xe bốn bánh. Bán vé của xe hai bánh nè. Và đường của mình cũng đang chạy là đang dùng đây là cái đường của làn xe hai bánh nè. Làn xe bốn bánh là bên kia nhưng mà dỡ cái nóc ra rồi nha. Sau hơn một tháng vừa hoạt động thì Bến Phà Châu Giang của ngày hôm nay cũng tháo dỡ bên cái phòng bán vé xe bốn bánh ra rồi. Chỉ còn bên cái của cái nóc của cái phần xe hai bánh thôi. Và đây là dòng sông Hậu. Đó, ở dưới kia là bến cảng của phà. Bến cảng của phà Châu Giang ngày nay. Còn xa kia nữa là bên bờ bên kia là Châu Giang đó, cho cả nhà Châu Giang, Châu Phong đó. À, bên đó thì bà con người Chăm, người dân tộc Chăm ở rất là đông luôn. Còn bên đây mình là hướng Châu Đốc nha. Sau một tháng dừng hoạt động thì hôm nay có dịp mình cũng trở về với lại thành phố Châu Đốc thì cũng dừng lại đây. Cũng mưa một chút xíu bây giờ, tại vì hồi nãy là cũng có mấy hạt mưa lác đác cả nhà. Thì tiện đây Kim cũng lấy máy ra ghi hình cái bến phà Châu Giang của ngày hôm nay cho cả nhà mình xem. Như hồi cái gì cũng vậy hết á, cái lúc mà còn hoạt động á thì là nhộn nhịp tất bật hết cả nhà, xe ra vào rồi phà cái chiếc lui ra lui vào đậu kính nó đẹp hết trơn và lên lên trên sông rất là đẹp. Còn bây giờ thì chỉ là một kỷ niệm, nhắn que hết trơn à, buồn hiu à. Nhưng mà cũng là chỗ dừng chân cho bà con mình, nếu như đi về Châu Đốc cúng viếng mà tránh mưa tránh nắng thì cũng dừng lại đây. À, nghỉ mệt một chút xíu rồi lại tiếp tục đi nữa cũng là rất cũng là tiện quá trời luôn, cũng giống như Kim cũng vậy nè. Hồi nãy đi thì cũng bị mấy hạt mưa cho nên là Kim mới chạy vô đây được mưa rồi tiện thể mới ghi hình lại bến phà dừng hoạt động cho cả nhà mình xem. Cũng mới dừng đây một tháng nay thôi cả nhà. Bây giờ thì bà con mình lưu thông ở trên cái cầu Châu Đốc mới hết. À, đó là niềm vui lớn của bà con ở thành phố Châu Đốc, Châu Phong, Châu Giang và cũng như những bà con ở khắp nơi muốn về thăm viếng bà con mình ở Châu Đốc, Châu Giang này thì đi qua chiếc cầu Châu Đốc xinh đẹp, vững chắc. Nhưng kéo theo đó thì là một nỗi buồn tạm dừng của bến phà. Thành phố Châu Đốc thì có nhiều điểm nổi bật, nổi tiếng cũng như là ở miếu bà Chúa Xứ Châu Đốc, núi Sam thì bà con ở khắp nơi cũng đổ dồn về Châu Đốc này rất là đông để cúng lễ, cầu xin, cầu nguyện cũng như là tạ lễ. Vì vậy mà thành phố Châu Đốc là một thành phố du lịch, chợ Châu Đốc cũng là một chợ du lịch, hàng quá sầm uất. Hàng của bên Thái Lan đưa về rất là nhiều, mua bán sầm uất, người dân du lịch tham quan mua sắm. Bao giờ cũng có khách hành hương về đây hết, cũng có khách du lịch về đây hết, rất là đông vui. Đó, đây là sông Hậu nè.
như Kim nói đó, niềm vui lớn cho bà con mình có chiếc cầu Châu Đốc mới để lưu thông gần hơn, tiện hơn, nhanh hơn. Thì cũng bên cạnh đó cũng có một nỗi buồn, mình tạm chia tay với lại Kiến Thạch ở nối liền giữa bờ Châu Đốc và bờ Châu Giang, Châu Phong. Cũng có mấy chú mấy anh cũng lần trước Kim đến đây để ghi hình cái ngày mà dừng hoạt động đó, thì mấy chú chạy xe ôm ở đây cũng nói là bây giờ cũng làm ăn không được, do bến phà dẹp rồi, dừng rồi, cho nên là không có khách để mà lưu thông trên những chuyến phà rồi bước qua bên đây để mà đi xe ôm đi về núi Bà đi cúng viếng nữa, cho nên là làm ăn cũng chậm hơn và khó khăn hơn. Thì đó là nỗi buồn như Kim nói đó, nỗi buồn khi bến phà dừng hoạt động. Nhưng mà thôi, chuyện gì rồi nó cũng sẽ qua ha cả nhà ha. Dạ. Rồi bà con mình cũng sẽ tìm công việc khác thôi để mưu sinh, xoay sở trong cuộc sống. Chứ không thể nào mà đến nhà bến phà để hoạt động hoài được hết, nó có chiếc cầu thì bà con mừng lắm rồi. Dạ. Với lại hơn nữa ở đây nè, cái bến phà nó cũng ngay với đường đi á, cho nên mỗi lần mà xe lớn chạy xe qua chạy lại để xuống phà thì cái sự mà giao thông đó nó cũng khá là nguy hiểm và chật chội. Vì vậy mà có chiếc cầu Châu Đốc nó đúng là một niềm vui đúng đắn nhất, và niềm vui lớn và rất là đúng đắn. Mình nhìn cái hướng đi về núi Bà, núi Sam nè, chuyển mưa đang kịnh luôn cả nhà, chuyển mưa đang kịnh luôn nè. Hồi nãy Kim đi thì cũng bị mưa nhưng mà không lớn, nhà nước còn động trên đường này cả nhà mình nhìn thấy nè. Đó, vì vậy Kim mới dừng lại ở cái bến phà này để đục mưa, và chuyện đó thì Kim cũng mới nói đôi điều với bà con mình về bến phà dừng hoạt động là như vậy. Cầu này chạy xe xuống dưới bến phà này. Thôi thì đôi điều muốn nói gửi gắm hết về bến phà Châu Giang, niềm vui nỗi buồn chiếc cầu Châu Đốc mới và bến phà Châu Giang cũ này cho bà con mình được biết thêm. Thôi thì đến đây thôi, chắc có lẽ Kim cũng tạm dừng bởi vì cũng ngớt mưa rồi, Kim cũng chạy về chứ để không thôi là một hồi cái cơn mưa lại ập xuống nữa thì mình cũng bị ướt hết, mà Kim thì cũng sức khỏe không được tốt đó cả nhà, cho nên là hãy mắc nước mưa là sẽ bị bệnh liền hà. Thôi thì Kim cũng dừng máy ở đây nha. Đó, bà con mình cũng thông cảm cho Kim nha. Tại vì tại sao ghi hình có mấy phút đây này, chuyến mưa đem tỉnh này cả nhà. Không biết mình có tránh được cơn mưa này không nữa. Thôi thì cứ chạy đến đâu hay đến đó nha. Kim tạm dừng máy nha. Chúc tất cả bà con mình thật nhiều sức khỏe và luôn an lành trong cuộc sống. Có những ngày cúng lễ về thành phố Châu Đốc, về Nghĩa Bà Chúa Xứ thật vui, thật nhiều ý nghĩa nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.